8 trái nhưng mà 1 trái lỗi. 7. Team màu xanh à? Team màu xanh được bao nhiêu trái ạ? Team số 3 được bao nhiêu trái ạ? Trọng tài đâu rồi? Màu xanh được bao nhiêu trái? 3 trái thôi ạ. Thôi, nói nhỏ thôi, cộng thêm 2 trái, 5 trái nhá. Không ai biết đâu. Team cuối cùng à, được bao nhiêu trái ạ? 4 trái à, cộng thêm 1 trái nữa 5 trái nhá. Chứ ít quá, người ta bảo quê. Bên kia là nhiều. Và bây giờ để đến với thử thách cuối cùng, sẽ có 50 điểm cộng cho team nào xếp thành một hàng thẳng nhất tại vị trí của team này. Nhanh nào. Rồi, tiếp tục ạ. Đội màu xanh là màu xanh đội số 3 có thêm 20 điểm cho team của mình.